Rồi, xin chào các bạn nha. Chắc này mình lội lại cái đập băng ơi, thăm lú, lú dớn, lú dớn. Hôm kìa 2 ngày không có thăm. Bữa hôm bữa sau thăm cũng ít quá cái bỏ luôn rồi. Để bữa nay là thăm luôn. Vậy là không gài nước khuya quá. Nước khuya 1-2 giờ vậy. Rồi nhắc cũng hơi mị nè ác vậy. Hơi mị chuối. Ghê thiệt. Không gài nước khuya khuya quá 1-2 giờ nữa mình không có thức. Đợi nước sáng này mình đi thăm luôn cho nó khỏe. Phải cá nhiều thì còn dứt được. Hy vọng hôm nay được mớ cá về khô khô bạn ơi. Bóng khô khô tiêu ngon quá. Trứng á. Khô khô tiêu tấp mỡ vô đúng bài luôn. Ăn ngon hơn bóng dừa. Thịt nó béo hơn, ăn cái trứng nó ngon. Nhưng mà nói về cái độ dẻ thì nó không bằng cái bóng dừa. Cái bóng dừa thịt dẻ hơn. Chắc này lội luôn. Chắc này đi đường lội đi. Mà biến đi vòng trong quá. Trưa nắng mình lội cho nó mát. Chắc này lội xuống quéo luôn cho mát. Không kìa 2 ngày chắc cái lú đóng gác dữ. Một túi lưới gác luôn chứ không đâu. Thật mát ghê luôn bạn ơi. Ôi trời ơi lúc cái đầu luôn rồi. Wow. Mát. Đậu không nổi luôn á, nước chảy xiết xuống, nước còn hơi đầy, chưa nắng nắng này lội sình lội mương gì đúng bài luôn ha bạn, quay ngược thời gian chạy về giới tuổi thơ không, kiếm chừng 200-300 gram thôi, chiều về mình nè, nhổ tép xả khô khô cái, nhức nách luôn. Tới gác luôn rồi. Hồi nhỏ nhỏ mà dầm nước này có khi cả ngày bình thường luôn. Bây giờ xuống nước chút xíu rồi lên là xong, bữa sau là uống thuốc. Bệnh liền. Càng già càng yếu rồi bạn ơi. Khui hè. Khui. Có cá gì không đây? Xịn không vậy? Ừ. Toàn là gác không à. Ý có kìa. Ý Có được mớ bạn ơi. Không nhiều lắm nhưng mà chắc cũng đủ nọ khô khô mà. Tới gác luôn. Một túi gác luôn. Không thấy cá đâu chứ. Toàn là lá cây với gác không à. Này hồi chắc mình cuốn luôn bạn ơi. Cuốn luôn lên giặt đợi nước sau đặt lại. Chứ nước này nước kém tới không có cá, đợi nước đầu gông nó mới chạy cá nhiều. Cũng im. Kiếm ăn được. Đủ loại cá luôn, cá gì cũng có chứ. Có cái nữa nè, ghê không? Cá kèo. Cá gì á? Cá gì không biết nữa, cá gặm nữa. Bóng xệ nhóc luôn. Có cái bóng cát nữa nè. Đủ loại luôn. Nó cục nữa nè. Ê gọi. Nhảy con cá gì vậy?
phút trước vô, rửa rác cho dễ. Ê, ê, con gì ta? Ôi, con gì chú chuối dò không kìa. Cái gỗ chạy à, cá bóng. Đây có tôm nữa nè. Tôm nữa. Cá tôm tép đầy đủ. Có cái nó không được nhiều thôi. Đủ cháo con khô quạt là mừng rồi. Múc nước cho dạo dạo dễ ra gác. Rồi, giờ chắc nước ra. Trời. Cá nó mất tiêu chưa bạn ơi. Nãy thấy cũng nhiều quá mà lửa gác rồi cá nó mất tiêu chưa rồi. Trốn hết rồi. Được mấy tôm nè. Im. Tạm ổn, chấp nhận được. Đủ rồi, kho khô quạt. Kho hơi mặn một xíu, cũng ăn được bữa cơm. Sau khi nguyên một thao luôn bạn ơi, một thao luôn, thao chà bá luôn, không thấy cá đâu chân nè. Nó nói chứ cũng được lắm á, được mớ con xệ bự bự luôn kìa, như lại mớ tép, mớ cá sặc, mớ con trứng, còn cá bóng cát này nó nhảy cái bóng tiêu rồi, nãy nó nhảy ra cái bóng cát này nhé. Ờ còn đây nè, nãy chắc nó nhảy cá gầm quá, còn cá bóng cát ngon, mấy tép nè, cái chục ngoài tép vậy. Con cá này cá kèo kèo đỏ nè, nhìn thấy ghê ha. Cái đầu thấy ghê, con này phơi khô ăn ngon lắm. Rồi để mình giặt cái lú, cái lội về thăm cái lú gần nhà luôn, không gạt cũng lâu lắm không qua thăm cái đó, giặt cái lú mình cuốn lên luôn bạn ơi. Lại nước nước sao đặt lại, cái nước này gông gác quá không có cá đặt công quá. Máng cái lú đây luôn bạn ơi. Máng phơi đây luôn. Vậy bữa tới nước qua đặt tiếp khỏi đem về. Này mới mốt qua mất tiêu lại luôn. Thôi kệ. Mất cái đó mua cái mới xài sướng hơn. Phê bóng gác vũ muốn khùng luôn, nhão ben phóc về ba con chó nó quậy quá quậy, lội gầm 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 rượt mấy thò lòi hai ca ít của anh kiếm thêm họ con nào con ấy như chuột lột. Còn cái trên mương lục bình trên đây ngon nè. Mà không gà không dính gì chứ. Lâu lâu dính được con rùa nhỏ nhỏ. Dạng cua, dạng ốc. Chưa dính gì coi được chứ. Không lại mưa mưa không có dính con gì. Mưa này lúc trước mình đặt là dính gắn hoài. Con đặt đi cắm câu, ủa lộn đi câu cá bóng. Dính con hèo thứ dài. Mưa này lý tưởng ghê luôn. Giết này hết cá luôn. Vớt vớt dài cá bóng nữa kìa. Gồm góp thêm số cá bóng nữa kìa.
Hello, chào bạn. Ngày bỏ rong đóng lớp. Con gì nhúc nhích nữa kìa. Cua vậy ta. Cua ốc vậy. Ở cá lóc rồi. Lóc cứng. Lóc chuyện chim cái. Nó dậy dậy. Ê, bự à. Ê, được. Ê. Ngon nè. Có cá luôn. Ốc nè. Ê, bự, bự, bự. Vô rồi. Cách lỗ đây trời. Chuột cắn vậy ta. Đù, lóc chùm bá lửa luôn. Ừ, vô vậy. Nhự cho nè. Cua nó nè. Con này không gà cho chín cũng mấy ngày. Nhự cho nè. Quá im, quá im, quá im. Lóc bành trướng luôn bạn ơi. Lóc ngon lắm. Con này là thấy là bữa cơm này hơi im rồi đó. Sâu vậy ta. Ngứa. Lóc bự lắm. Siêu to luôn. Quá im. Lóc đang xì à. Này dính không gài, mỏ nhự trơn. Chụp bờ đi tính sao. Đó, được con cá lóc quá ngon luôn bạn ơi. Con này chắc dính không gài cũng mấy ngày gì nó ốm luôn. Đầu cổ nó mỏ mộng nhảy sần hết trơn à. Ngày mấy ngày đâu thăm cái này đâu. Không có chứ làm biến thăm như chứ. Con này 300 gram được rồi. Ngon lành. Con này làm tô canh chua ha. Mấy cá bóng khô khô nó là ngon luôn đó. Im. Bữa cơm này hoành tráng nha. Cua này cua Bắc Mương hết ta. Cua gạch, ờ đúng rồi. Cua gạch, cua gạch, cua bắt dưới gạch là cua gạch đó. Hấp tiêu, có lộn. Cua này không hấp tiêu được. Cua này luộc nước dừa. Ốc hấp tiêu. Bốn món hoành tráng luôn, lóc canh chua ha. Cá tép khô khô, ốc hấp tiêu, cua luộc. Ngon luôn. Mình ốc hết biết bự, siêu to luôn. Khổng lồ. Một cá lóc sướng thiệt. Gì mà cắm câu hoài không dính nè. Nay dù lú. Chắc mấy đêm trước mưa nó chạy. Ừ, con này đã. Con này nó cũng không thua con bữa hổm mà. Mình cắm câu mà sảy đâu nha. Con không cắm câu mà sảy mà. Chỗ nước cá khô đó. Con này có thể nhỏ hơn con kia nữa. Quá sao đã ăn cá lóc kìa. Này cũng vô lú thôi. Nói chung là vòng vòng mới lục bình. Cắm câu không dính vô lú thôi. Tìm mọi cách để bắt này. Con tôm tích gì nè. Rồi, chạy đâu rồi. Mấy tôm tích. Quá im. Chiến lợi phẩm cũng hơi bị khủng rồi nha. Sướng 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 sướng. Đây có mấy mục măng tre mập quá ta. Này kiếm cái giò heo hầm đã. Mục măng ngon hết biết ha. Hú nù. Một lúc không. Đó một nữa. Kiếm giò heo về hầm. Tính ra mấy cá mương này khôn rồi chứ. Lần nào cũng cắm câu nhưng không dính. Đâu đâu dính được con cá chê, con lóc nhỏ nhỏ. Chứ mưa này cá lóc còn ghê lắm, bự bự không à. Táp đung đung vậy đó. Lâu lâu lụm con gì cũng được, chứ để dính hoài hết sao.
thăm hai cái lú vậy là êm mà ngay ở vườn mà thăm hai cái lú được mới cá là thấy là khỏe trong mình này. Con này là sướng đầu lạc bậy vô không gậy gình dữ lắm không dính nay chui vô cua mập cái ghê chứ cua cái mô hù lù luôn cua này gạch không luôn thôi bóng bể hoài vậy ăn ốc tụi con chùm chích nè lấy không chùm chích con đó tôm gì tôm này nào phải thích không không chứ con này tôm gì chấm chùm chùm bình thường tôm bình thường ha thì con này phải không hả con này phải tôm tích không con gì không biết rồi con này phải tôm tích không không biết không biết gì của đời đâu chùm đó con chùm vậy ba con tép là ba thứ nè con này tép gạo nè con này tép tép gông con này tép bầu ba con ba thứ con này là ăn tôm tôm mà nó bự lên thành tôm cạn con này là cá lóc hồi giới thiệu ốc bóng cầu bóng trứng lưới búa con này khô khô ngon nhìn thấy ghê tinh tích đầu ta có mẹ có thấy có mấy con mà nó nhỏ nó không bự lấy gạo đi cái gỗ chắc nước cho thấy được tinh tích trong mình con gì nói hả chích đất đất bở đất đất kìa nè con chấm chích nè đâu chấm chích nè càng bự càng nhỏ nè nè múc nước vô múc chút xíu nước vô cá này cá bạc đầu anh ơi cái đầu nó con đốm bạc chứ chưa kêu cá bạc đầu cá này nhảy nhảy ra mặt nước cá nghe cua phải không biết lắm mà nè không nhỏ xíu à cua nhỏ chứ đâu dám xin cua bự cũng nhiều lắm á chơi đâu đó. Cá bóng này nhỏ nhỏ nè các bạn biết làm không đổi cá lóc là đúng bài luôn ngon à chiều nay dứt rồi nghe chiều nay lấy cá bóng đổi cá lóc luôn cá nhỏ này hả cái bạc đầu nè thành quả được nhiêu đây bạn ơi cũng im ha mới có bông bự bự này nè chiều có khô lóc này làm tôm canh chua một cái nha hồi hái có muốn con súng luôn ha quá đã luôn còn mấy con cá nhỏ nhỏ siêu mini này đợi xíu nước lớn cái loại vườn đi đổi cá lóc bự nữa là đúng bài luôn cái bóng nhỏ nhỏ này nè lâu lắm đâu cắm câu mà cái bóng đâu bóng trứng này nè con dừa thì cắm đây gai với bóng trứng thì phải đợi tới mùa mới cắm câu được bóng trứng là cắm câu cũng im lắm đang chút nữa mình dứt chiều nay dứt liền luôn cho nó nóng mang tép gông này nè cắm câu cũng ngon lắm quá im sướng thiệt chứ đầu lọt kẻ vô còn lóc phê thứ nào chịu nổi tăng cường y hết hồn tính bữa nay là kho khu quẹt ai nhờ cũng được tô canh ngon lành mấy cái bóng mini nè cắm câu là đúng bài luôn giấc này trời mưa tới luôn bạn ơi cá lóc mình dứt liền luôn cơm chiều đó chiều nay mình dứt con cá lóc đi với lại thêm một nồi khác nữa cá bóng mình để cắm cầu tính khô khô cá bóng mà thôi cá bóng để cắm cầu thì khô khô cá lóc mình ăn với lại bổi thêm một con ỏ o nữa hầm măng có mấy mục măng ngon quá chịu nổi rồi cá lóc mình cũng kho xong các bạn ơi sạch sạch luôn cũng là cách kho huyền thoại không sai vào đâu được cá thịt chắc ghê luôn có trứng nữa nè trứng chà bá luôn con này mà không vô lú giá nó đẻ rồi luôn á tại nó vô lú chắc nó ở mấy ngày chổng mình không có đẻ phải có cá đực trong đó là đẻ trong lú luôn rồi đó
mình khoai sạch sạch vậy thôi, để miếng nước nha các bạn, tắt bếp nha. Nãy mình cũng gắt tiêu rồi, hết hành rồi. Còn có cọng hành siêu mini nha, được có chút chí nha. Rồi nha. Nước sạch sạch nè. Đó. Nó nói chứ mình kho cá ngon lắm, mình làm đồ ăn ngon lắm. Hơi bại chút xíu thôi chứ làm là nhức nách đó. Xong, một món cá lóc kho khô. Quay. Đây. Nồi này mới đã nè. Nguyên con gà luôn, hầm măng tre. Măng mới sắn vô luôn á, ngọt nước lắm. Quá đã luôn, chiều nay mồi hơi whip bạn ơi. Cá bóng thì để cắm cầu, tối nay kiếm cá lóc mồi ăn nữa. Đó. Mưa mưa này chiều nay cắm cầu ngon rồi nghe. Mưa mưa này chiều nay cắm cầu đúng bài luôn á. Gà này cũng nhỏ, không bự lắm, vừa ăn. Hơi dài, bởi vì hầm nãy giờ cũng lâu rồi, cũng sắp chín nè, gà mái. Có cái bọng đẻ nè. Giò trường đó. Gà mái kêu bằng bọng đẻ, còn con heo thì kêu bằng giò trường. Còn người ta kêu bằng gì ta? Họ khó quá trò quà đi, cái đó không biết. Gà này dai lắm, già lắm rồi. Già nó cứ ngắt luôn. Người nó còn dài dài mà hầm măng mới ngon. Thầy cơm chiều nay hoành tráng luôn bạn ơi, cá lóc khô khô. Gà măng tre mới sắn vô luôn. Măng tre mà được cái mới sắn vô mình nấu mình ăn liền nó ngọt lắm, ngọt nước. Mà nó không có bị đắng. Bạn sắn vô bạn lột, lột sạch. Cái khỏi cần rửa, mình sắt mình nấu luôn rồi cũng được nữa. Còn bạn nào mà sợ đắng thì mình luộc trước một cái. Luộc xương ngang cái cho nó bớt đắng. Măng tươi ha. Măng này nấu gì cũng ngon, ngon chứ. Có cái ăn thôi nhất mình thôi. Hầm măng cũng ngon mà nấu gà, nấu cái món như là lagu sầu lăng sa tế vậy đó, bỏ măng cũng ngon. Gà đá nấu măng. Hay là lâu lâu mình xào mỡ nấu bún măng gì cũng ngon. Mình khoái ăn măng lắm. Ngọt ngọt đắng đắng dễ ăn. Mùa này là mưa xuống là vô mùa măng. Ngon ha. Chất lượng cao luôn, cũng sắp chín nè. Cho nó hầm hầm thêm chút nữa cho nó dài dài, ủa lộn nó cứng cứng, còn ủa lộn nó mềm mềm gà một chút. Mưa tới dữ bạn ơi. Giờ vô cái cơm nước xong cái mình đợi tạnh mưa cái lên đường mình đi cắm câu luôn, cắm câu mò cá bóng nha. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc clip đây luôn đi, rồi hẹn tất cả các bạn vào sáng mai nha, tiếp tục chương trình cắm câu. Hy vọng là đêm nay trúng cá. Lâu rồi không cắm ở ngoài cá bóng, có thể cắm lại trúng. Tại hôm gà cá bóng nó ăn trùng cái nó ngán rồi. Giờ mình chạy mưa mưa nè, trời lạnh lạnh nè, cắm ngoài chạy là đúng bài luôn. Rồi, hy vọng là đêm nay nhịp nhịp sướng liên tục bạn ơi. Chờ đợi thành quả vào 8 giờ sáng mai luôn.